Hello, xin chào cả nhà. Em tiếp tục có thêm một video nữa cho ngày hôm nay, và video này thì dành cho anh chị chú bác nào mình có săn những cái hàng lỗi để lấy phụ kiện với giá siêu rẻ anh chị ha. Video này em bán hàng túi lỗi nha anh chị. Anh chị nào mà mình mua hàng để sử dụng liền á thì mình bỏ qua video này giùm em ha. Còn mình mua để mình lấy phụ kiện hoặc là mình sửa chữa xử lý thì mình theo dõi cái video này với mức giá siêu tốt ha. Em bán combo anh chị giá rẻ lắm, mà mỗi combo là 100.000, vài cái vô 100 vậy anh chị, bán cho nhanh cho hết cái kho để em còn khui hàng mới nha anh chị nha. Số điện thoại của em thì đang có để ở trên màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Lưu ý là shop em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một đơn hàng anh chị ha. Và hôm nay thì em liên tục có những cái video giới thiệu hàng hóa, mình có thể gom đơn lại. Sáng ngày mai thứ tư thì em sẽ chốt đơn, đi đơn một lần và chỉ tính phí ship một lần thôi anh chị nha. Lưu ý là video này em bán hàng lỗi lấy phụ kiện, chứ mình mua về mình không có xài liền được anh chị ha. Em có một cái combo nè, em sẽ lên combo, mình chốt theo combo giùm em ha. Mỗi combo 100.000, quá rẻ luôn. Và máy này là túi lỗi không nha anh chị, không có cái nào mà không lỗi trơn nha. Combo vài cái vậy đó. Đầu tiên em có cái này là mặt da của nó sẽ bị như vậy, kiểu như nó lão hóa cái mặt da nha. Cái này xách tay, bên trong thì lót vải, không có lỗi lót, nhưng mà nó lỗi phần da bên ngoài. Cái này thì nó nằm bên ngoài thôi, nó không có dính đồ đó anh chị ha. Kích thước của cái này sẽ được có là 29 nè, nhân với lại 24, 29 nhân 24 nè. Còn cái này là vải phối với da tổng hợp. Phần vải thì rất là ok, màu xanh, phần da tổng hợp thì nó bị trầy như vậy, nhưng mà khoen thì rất là đẹp. Cái này mình mua về mình lấy mấy cái khoen phụ kiện này rất là ok luôn. Bên trong lót vải luôn, cũng sạch đẹp luôn ha. Cái này máy này lỗi hết nha anh chị. Size của nó là 35 nhân với lại 25. Cái này da tổng hợp màu tím, dập vân cá sấu nha. Khoen khóa còn sáng trưng, cái dây còn ok đó, mình lấy cái dây cũng được. Chỗ này nó có bị lỗi da ở cái góc này. Size ngang là được 29 nè, cao lên là được 31, bên trong lót vải nha. Cái này thì nó chỉ lỗi sơ sơ chỗ này về thẩm mỹ thôi, còn bên trong này thì lót vải ok mình xài được nè. Hoặc là mình về mình lấy khoen khóa, lấy dây đồ này kia ok ha. Rồi cái này là bằng da thật nè anh chị. Cái này thì lỗi lót nha, hàng có hiệu đàng hoàng nhưng mà nó lỗi lót. Bên ngoài cái mặt da thì ok, khoen khóa thì còn sáng nè, mình lấy mấy cái tem tác cũng ok lắm. Cái lót này mình về mình cắt bỏ là mình xài được, hàng made in Italy luôn. Cái này size ngang là 30 nè, cao lên là được 24. Combo này anh chị chốt giùm em mã là combo lỗi số 1 nha anh chị. Combo lỗi số 1. Lưu ý là cái này lỗi em mới bán vậy nha anh chị nha. 100.000 combo. Và có thu phí ship nha. 100.000. Cái đó là combo số 1. Tiếp tục nè. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái này. Cái này nè, bằng da dập vân cá sấu anh chị ha, da dập vân cá sấu, hàng này là hàng có hiệu luôn đó. Ở bên trong cái lót của nó là phun sơn, cái lót này rất là dễ, mình cắt bỏ thôi là mình xài được liền. Rồi, đấy, độ mới bên ngoài nó như hình nha anh chị. Cái này cái size của nó sẽ được có là mấy đây, 26 nè, nhân với lại 18. Một cái này bằng da, anh chị thấy bên ngoài rất là đẹp luôn nha, độ mới bên ngoài rất là cao, khoen khóa sáng trưng. Máy này mình lấy khoen mình sửa túi đồ cũng ok lắm. Bên trong là lót phun sơn, lỗi lót. Bên trong này lỗi lót nha anh chị. Khoen khóa và mặt da bên ngoài rất là mới. Size ngang là được 27, cao lên là được 22. Hai cái nè, cái này là bằng da dập vân cá sấu nha. Form này là form tốt. Cái này không có lỗi lót đâu, bên trong lót vải. Cái mặt phía dưới này không lỗi, nhưng mà cái này lỗi quai. Cái quai nó trầy trầy và cái phần người ta nhũ, ánh nhũ lên đó. Này về mình cạo hết là mình xài cũng được. Hoặc là mình cắt ra mình lấy cái phần bên dưới mình may túi lại khác ha. Size ngang là được 26 nè, cao lên là được 35. Rồi, một cái này là bằng da bò nha anh chị. Cái này là bằng da bò, nó có độ cũ góc cạnh nè. Rồi, cái này da thì da dày lắm, da dày bịch luôn, lót là lót vải luôn, nhưng mà bên ngoài nó cũ nhiều. Rồi, cái này size ngang đó là được 36 nè, nhân với lại 25. Mình thấy cái combo này mình có xử lý được hay là mình có lấy phụ kiện gì được đó thì mình chốt giùm em ha. Combo lỗi số 2, đồng giá 100.000 combo nha anh chị. Lưu ý là video này em bán hàng lỗi nha. Anh chị nào không có mua hàng lỗi thì mình có thể đợi những cái video khác thì hàng nó không lỗi ha. Còn này là bán hàng lỗi nha anh chị. 1 nè, 2, cái này bằng vải, này bằng da, này bằng da, 3, 4, 4 cái này. Đầu tiên là một cái da khắc này có độ cũ nhiều nha. Rồi cái này gài qua đây như vậy. Đó, khoen khóa này mình về mình có thể lấy nè. Đó,
khoen khóa còn rất là ok. Bên trong thì người ta lót vải nhưng mà bên ngoài thì nó cũ rất là nhiều ha. Đó, một cái size ngang của cái túi này là được 28 nè, nhân với lại 23. Rồi cái này bằng da, cái này hàng hiệu của Carven của Pháp luôn nè anh chị. Bên ngoài rất là đẹp, cái này cực kỳ đẹp luôn. Và bên trong thì nó lõi lót nha. Bình thường mấy cái này lõi gì lõi em bán cũng phải 100 ngàn cái lõi này, tại vì nó là da xịn lắm á. Hôm nay là em sale cho nó dọn kho nó hết á chị, hàng về em không có chỗ mà khui hàng luôn. Cho nên là anh chị mình có sử dụng, có lấy phụ kiện gì đó thì mình chốt luôn hôm nay dùm em cho hết mấy cái hàng này nha. Bên trong này là lõi lót, mình về mình cắt bỏ là mình xài ok. Hoặc là mình thích thì mình có thể đem ra tiệm cho người ta thay lót cho mình. Bên ngoài là hàng hiệu của Pháp, da của châu Âu luôn á. Độ mới cao. À, cái này là 26 x 21. Rồi, cái này là vải phối với lại da nha, hàng hiệu của Guy Laroche nè. Hàng hiệu này của Pháp anh chị. Vải phối với lại da, bên trong là lót phun sơn và nó có dấu hiệu răng răng lõi lót. Lót này hiện tại thì thấy nó cũng có bong bong rồi, cắt bỏ là ok nha. Bên ngoài vải rất là đẹp luôn nè. Cái này hàng hiệu không anh chị. Size ngang là 24, cao lên là được 20. Rồi cái này là bằng vải nha. Vải vấn đeo chéo, size là 23 nhân với lại 20. Vải thì thôi người ta để bên trong là lót vải luôn đi, không đâu lót phun sơn cho nó lõi vậy đó. Cắt bỏ cái bên trong giùm em nha anh chị. 1 2 3 4 cái này chốt giùm em mã là combo lõi lót số 3. Combo lõi số 3 giùm em nha anh chị ơi. Combo lõi số 3. Rồi tiếp tục. Một cái, hai cái. Cái này là da tổng hợp. Cái này da thật nè, ba cái. Cái này vải nè, 4 cái. Cái này thêm cái nữa đi, 5 cái. Này của Get nè. Get á. Get của Mỹ anh chị, nhưng mà cái này mình về mình lấy phụ kiện thôi ha. Cái phần da này là da tổng hợp, nó bị hư nhiều rồi. Phụ kiện thì còn sáng trưng luôn. Và bên trong lót vải luôn nha anh chị. Một cái này da tổng hợp hư da. 24 nhân với lại 20. Rồi cái này là vải nè, vải hàng hiệu của Yuri. Phối với lại da tổng hợp và cái quai này nó lõi quai nè, nó răng răng như hình nha. Size ngang 30, cao lên là 17, bên trong là lót vải, không có lõi lót. Cái thứ ba là bằng da thật nè, mà form là form đeo chéo xách tay, khoen khóa sáng trưng, cái này về mình lấy phần khoen là ok. Bên trong là lót thì nó không có lõi nhưng mà nó lõi da cái viền bên ngoài. Đó, có lõi cái viền bên ngoài. Size là được 21 nhân với lại 14. Rồi cái này da tổng hợp, nó có bị lõi da chỗ này. Phơm hến nha. Rồi bên trong thì lót vải, không có lõi lót mà nó lõi da bên ngoài. Size 30 nhân với lại 18, khoen khóa là sáng trưng luôn. Một cái này, đó, cái này da tổng hợp lõi da. Bên ngoài lõi nha. Lấy phần dây là quá ok, cái dây này còn đẹp lắm. Size 35 nhân với lại 24. Rồi combo này là 5 cái nha. 5 cái này. Rồi mã máy đây, combo số máy rồi. Đợi em chút anh chị ơi. Đây. Nãy giờ là 1 2 3 rồi, cái này combo lõi số 4 nha. Combo lõi số 4 giùm em. Cho combo này ha. Combo lõi số 4. Lưu ý là video này em bán toàn bộ hàng lõi nha anh chị. Cái nào cũng lõi hết nha. Lõi lấy phụ kiện nha. Rồi cái này vải lông phối với da tổng hợp nè. Này là Pinky Danny nè, da tổng hợp nè. Rồi này Hunting Quốc nè, vải dù phối với lại da mộc. Rồi cái này da bò. Này da bò. Rồi đầu tiên là cái da bò phơm hộp này ha. Khoen khóa sáng trưng luôn, phơm hộp rất là đẹp. Bên trong thì nó lõi lót nè, có kèm cho mình cái ví nữa. Đó, khoen khóa là còn sáng lắm này. Mình về mình sửa chữa hoặc là mình lấy phụ kiện giùm em cũng được nha. Một cái 28 nè, nhân với lại 20. Một cái nè. Cái này Hunting Quốc, cái phần vải dù nó đã bị bong, nó bị trầy anh chị. Đó. Thường là Hunting Quốc nó dở cái vải dù lắm, còn phần da mộc thì nó ok ha. Dán này dán cơ lết. Mình về mình lấy mấy cái khoen khóa phụ kiện giùm em nha. Đây, phụ kiện bên trong Hunting Quốc, Made in Italy, đồ này kia tùm lum hết. Nhưng mà làm cái vải thì nó hư. 28 nhân với lại 22. Bên Kiriani này á, thì nó bị bong cái da chỗ này, tại vì nó da tổng hợp á, đâu mất rồi. Nó bị bong bong nha. Đây nè, dập dập bong bong nè anh chị. Đó, nhiêu đó thôi á, còn lại là mới ken nha. 30 nè, nhân với lại 16. Rồi một cái này vải lông phối với lại da tổng hợp. Có độ cũ ha. Bên trong không có lỗi, nhưng mà nó lỗi cái chỗ này nè, để em coi. Đâu rồi cái chỗ lỗi không, hôm nãy em thấy nè. Ủa cái này không thấy lỗi cho ta, cái này thấy cũ rồi không thấy lỗi nha.
Rồi. Size ngang đó là được 43 nè, nhân với lại 26. Combo này là combo lỗi số 5. Combo lỗi số 5 đồng giá 100.000 combo nha anh chị. Có thu phí vận chuyển là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng. Lưu ý là cái này là hàng lỗi nha. Hàng lỗi hết chứ không có xài liền được ha. Mình có thể lấy phụ kiện hoặc là mình xử lý nha. Vải nè, Hanamori nè, da bò nè, với cái này da bò luôn, thêm cái nữa đi, này da tổng hợp. Đây, cái da tổng hợp này thì không có lỗi, nó không có dây đeo thôi, mất dây nha, một cái. Rồi một cái này là lỗi lót nè anh chị thấy không, lỗi lót mình có thể lấy dây, lấy nhỏ, lấy phụ kiện giùm em ha. Cái này lỗi lót nha anh chị, hai cái. Cái này da bò có độ cũ luôn nè, cái này hàng có hiệu, có độ cũ và lỗi lót, ba cái. Cái này Hanamori bằng da bò nha anh chị, còn cả dây nè. Cái này mình về mình lấy dây, có nhiều shop em thấy Hanamori mà lỗi lót như vậy người ta bán 850 luôn á anh chị. Em bán hàng lỗi thì mình sẽ phải về mình xử lý nha anh chị nha. Rồi vải phối với lại da ha, cái da thì nó có bị sờn như vậy, lỗi cái phần qua da, còn phần vải bên dưới ok. 1 nè 2 3 4 5 cái này nha anh chị, 5 cái này. Chốt giùm em mã combo lỗi số 6, combo lỗi số 6 giùm em ha, combo lỗi số 6. Rồi tiếp tục, em có một cái này bằng da trần trám nè, lỗi lót nè. Rồi cái này là hàng hiệu luôn đó, mà nó bằng da lộn và nó có hơi đồ cũ ha. Rồi cái này là vải phối với lại da tổng hợp lỗi da. Rồi cái này là da tổng hợp nha, cái này là da tổng hợp màu đỏ giùm em, form đeo chéo. Rồi cái này là Hanamori da lộn ha. Hanamori này là dán cờ lết anh chị, chứ nó không có cái dây nha. Mà không phải mất dây, không phải em lấy cái dây đâu, mà cái dán này người ta không có dây, mình về mình cạo cái lót là được. Một cái nè. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai này là màu đỏ, nó chỉ lỗi răng răng như vậy nè anh chị, bên trong không có lỗi lót nha, trong này lót vải. Cái này lấy cái quai là quá ok luôn, nó hơi răng răng như vậy. Hai cái nè. Cái này là vải dạ phối với lại da tổng hợp và có răng da. Rồi bên trong là lót vải ha, cái này đã lỗi bên ngoài. Rồi cái này thì không có lỗi mà nó cũ nhiều, da lộn có, nó cũ anh chị ha. Lót bên trong cũng là lót vải luôn nhưng mà nó cũ. Mình giờ mình lấy khoen khóa Hanamori giùm em. Rồi cái này bằng da thật trần trám lỗi lót đó, phụ kiện rất là nhiều và rất là vàng luôn. 1 2 3 4 5, 5 cái này. Combo lỗi số 7 là 5 cái ha, combo lỗi số 7 đồng giá 100.000 combo. Anh chị nào có xài, có sửa túi đồ á, mình chốt luôn giùm em hết mấy cái này đi anh chị ơi, cho nó rộng cái kho em khui hàng tiếp tục nha. Bằng da nè, cái này bằng da nè, Hanamori nè. Hanamori thì bình thường bán 150 á, hôm nay sale luôn nè. 4 cái. Cái này là hạt kim loại, hạt kim loại nha anh chị, nó hơi răng chỗ này nè. Còn bên trong thì lót hiện tại thì không có thấy lỗi gì hết. Phụ kiện rất là nhiều, hạt kim loại này về mình có thể sửa chữa nè. Một cái. Hanamori này lấy sợi dây là đúng bài luôn nha. Hanamori sợi dây rất đẹp. Hoặc là mình có thể về mình ngồi mình cạo hết cái phần lót phun sơn này mình xài liền. Hoặc là lấy sợi dây cũng được. Da bò nha anh chị, độ mới cao. Cái này da bò có độ cũ, hàng của Tresidy luôn đó anh chị, nhưng mà nó có cũ, có sờn ha. Bên trong thì nó không có lỗi nhưng mà bên ngoài thì nó sờn nhiều nè. Ba cái. Combo này đẹp nè. Cái này da bò lót bên dưới này không có lỗi nhưng mà nó lỗi cái mặt này. Rồi cái này xài luôn được đó anh chị. 1 2 3 4. Cái này combo lỗi số 8. 4 cái này combo lỗi số 8, phụ kiện và da rất là nhiều. Rồi tiếp tục. Một cái này. Cái này có lỗi gì đâu, cái này không có lỗi nhưng mà nó cũ nha. Cũ bán luôn, bán theo combo lỗi luôn nè. Da bò dập vân đà điểu ha. Cái này da bò Hanamori. Cái này da bò hàng của có hiệu luôn đó. Ba cái. Combo này ba cái. Đây, combo này thì bên trong không có lỗi lót, cái này nó cũ thôi, có độ cũ thôi, này không lỗi lót, có sờn gốc nè. Một cái. Rồi cái này Hanamori bản da bò lót lỗi ha. Hai cái. Sản phẩm đeo chéo. Cái này là túi túi da bò dập vân đà điểu, không có lỗi nhưng mà nó có hơi độ cũ, em bán cho combo này luôn. 1 2 3. Ba cái này combo lỗi số 9. Nó tóm lại là trong cái combo này chỉ có một cái này lỗi thôi, còn hai cái này là không có lỗi ha.
Rồi, quá rẻ. Số 9. Rồi tiếp tục nè, một cái da bò, một cái da tổng hợp. Máy này phụ kiện rất là nhiều, dây nhợ nhiều lắm anh chị. Mà mình có thể mua mình lấy phụ kiện nha. Một cái này thì nó chỉ lỗi quai thôi đó, nó không có bị lỗi lót gì hết trơn á. Kitamura nè, bữa em thấy có một shop bán Kitamura này, cái bản này 550 luôn anh chị. Nhưng mà điều cái này thì cái lót nó hơi rít nhẹ. Cái này thì nó mình về mình lấy cái phấn phấn phủ của mình hoặc là phấn rôm em bé mình phủ sơn nha, cái mình xài được liền anh chị. Rồi bên ngoài là da bò nha, cái này hàng hiệu của Kitamura của Nhật đó. Rồi cái này Fola nè, Fola này thì bên đây người ta hay qua vậy phải không, bên đây nó mất hết một cái khoen, chỉ vậy thôi, bên trong không có lỗi nha, bên dưới da thật luôn. Hai cái này da tổng hợp, về mình lấy sợi dây này anh chị nha. Rồi da tổng hợp nó răng răng bên ngoài, bên trong thì lót vải, nó răng răng vậy thôi chứ không có lỗi luôn. Rồi có cái này thì bằng da cũ nè, và nó bị dọp dọp ở hai bên này, viền rồi nó có bị sờn cũ nhiều ha, miệng cớp, bên trong lót vải luôn đó. Rồi combo này 1 2 3 bốn cái này tới combo số mấy rồi ta, để em coi lại tiếp. Combo này nè, combo lỗi số 10, combo lỗi số 10 cho cái combo này. Quá rẻ luôn. Phụ kiện rất là nhiều, da rất là nhiều anh chị ơi. Rồi cái này rất là mới luôn nè, lõi lót nè, bình da bò. Cái này hàng hiệu của Pháp đây, cái thứ hai. Cái này da tổng hợp luôn. Rồi. Cái này là da rà. Cái này da bò. Này, da bò này hàng hiệu nha, lõi lót nha anh chị. Nè, cái lót nó răng răng rồi ha, lõi nha. Này phụ kiện quá trời luôn. Một cái này da rà này á, thì nó sẽ không phải là da thật mà nó là bằng da tổng hợp xốp xốp sao á, da rà basic nha, và hư khóa, lỗi khóa ha. Hai cái này tặng kèm đi, về mình lấy mấy cái nút này giùm em nha, da tổng hợp và nó răng nhiều. Ba cái này hàng hiệu của Pháp anh chị, bên trong lõi lót. Bốn cái này da bò độ mới rất là cao nè, khoen khóa, dây nhợ đồ lấy được rất là nhiều thứ anh chị. Bên trong này lót này mình có thể cắt bỏ mình xài luôn cũng được ha. Rồi, mấy cái rồi? 1, 2, 3, 4, 5 cái này. Chốt giùm em mã là combo lỗi số 11. Combo lỗi số 11. Hôm nay thì em lên liên tục video luôn nha anh chị nha. Có nhiều hàng lắm. Combo lỗi số 11. Mình cứ theo dõi shop em ha. Và mình mua được cái nào mình mua ủng hộ giùm em. Em gom đơn, ngày mai em đi đơn. Xong rồi em ốp 2 ngày. Thứ 4 và thứ 5 nha anh chị. Thứ tư và thứ năm là em ốp ha. Rồi em có một cái túi này của Roberta De Camerino, bên trong lót vải. Cái này thì không có lỗi bên trong, mà bên ngoài chỗ này em thấy nó hơi rít rít nhẹ nhẹ nè, em bán theo combo lỗi luôn á. Một cái này hôm trước khách mua rồi nè, nhưng mà nó em phát hiện ra nó bị lỗi nhưng em bán lỗi luôn. Vải nè anh chị, hàng của Galarot luôn đó, vải ha, và phối với lại da, nhưng mà cái da này nó răng răng như vậy nè. Còn lại mình xài bình thường. Còn lại mình xài bình thường nha. Hai cái. Còn vài cái nữa là hết hàng lỗi rồi. Anh chị chốt luôn giùm em ha. Rồi một cái cặp vải phối với lại da tổng hợp hư da. Ba cái. Rồi một cái này là da tổng hợp luôn. Da tổng hợp này thì nó hơi răng răng nhẹ chỗ này thôi. Còn lót bên trong thì không có hư nha. Rồi một nè. Cái này thì bên trong lót vải luôn, nó hư cái phần này. Hai nè. Cái này không có hư. 3 nè. Cái này thì hơi răng da chút xíu thôi. 4 cái này combo lỗi số 12. Combo lỗi số 12. Rồi tiếp tục. Một cái này da dập vân đà điểu. Ủa cái này không có lỗi anh chị ơi. Cái này không phải hàng lỗi nha, lộn. Rồi một cái này da bò. Một cái này da bò trần trám luôn, lỗi lót. Hai cái. Một cái này vải phối lại da. Ba cái. Một cái này da tổng hợp. Bốn cái. Năm cái luôn đi. Năm cái, sáu cái không đi là hết luôn. Nè. Combo này nhiều nè. Một cái da bò. Ồ không. Cái này là Picasso, lỗi lót nha. Picasso này là by Paloma Picasso. Là con của cái ông Picasso đó anh chị. Con gái thứ hai. Da bò nha, lỗi lót. Một cái. Cái này là da tổng hợp và nó răng như vậy nè. Còn bên trong thì lót không có lỗi nha. Cái này phụ kiện quá trời luôn. Hai cái nè. Cái này là da tổng hợp.
lõi lót ba cái này mình lấy sợi dây cũng được. Cái này là vải nhung, vải nhung này nó hư da nè, nó răng da hư da nha. Một hai ba bốn cái rồi. Cái này da bò, không có dây nha, dạng cờ lết anh chị. Bên trong lõi lót da bò trần chám 5 cái. Với cái này bằng da bò, nó có bị bột chỉ ngay đây, nhưng mà bên trong nó có cái lót cho nên nó không có rớt đồ. 6 cái luôn. Combo này là combo lõi số 13 giùm em nha. Combo lõi số 13 cho combo này. Combo này quá trời luôn, tại vì hết luôn rồi đó, em bán hết cho cái combo cuối ha, không rất là rẻ luôn. Rồi em có cái này cái gì đây, dây thắt lưng mà nó bị lỗi dây nè, em bán cái mặt nha, combo nha, combo lỗi dây hết rồi nha anh chị. Cái phần dây da lỗi nha, cái mặt thì ok nè, một mặt của nam nè. Cái dây này hư dây luôn, dây này bị hư rồi, bị răng bên trong rồi nè nha. Hai dây nè, hai cái dây này anh chị chốt giùm em mã là combo lỗi số 14 ha, là bán cái mặt nha anh chị. Cái mặt thì không có lỗi nhưng mà cái dây lỗi rồi ha. Combo lỗi số 14, đồng giá 100.000. Cái mặt này mình về mình thay cái dây khác là ok. Cái này á, là da bò da vân rùa nhưng mà hư dây rồi, lấy cái mặt nha anh chị. Một nè, cái mặt đó nam nữ xài được luôn á. Rồi cái này coi còn cái nào nữa, em bán cho combo này luôn. Đây, cái này hư da nè, này cái da này nó hư rồi. À, lấy cái mặt thôi, cái mặt còn mới nha. Combo này là combo lỗi số 15. Combo lỗi số 15 cho combo này. Rồi, hết anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Lưu ý là video này em bán combo như vậy là combo hàng lỗi nha anh chị, không phải là hàng về xài liền đâu nha. Mình thí dụ như mình có sửa chữa nè, hoặc là mình có thấy cái đó mình có lấy được phụ kiện gì đó, hoặc là mình làm được, mình xử lý được thì mình hãy chốt anh chị ha. Và lưu ý là em đã có báo lỗi hết rồi, cái này hàng lỗi nha anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.